thì ngâm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Thương ôi con Đức Chúa Trời ra đời chịu 100.000 sự thương khó cho đến chết vì tội thiên ý hạ em. Thứ nhất thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn mình chịu nạn mà chuộc tội cho thiên ý hạ em, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ Đức Chúa Giêsu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, ma quỷ dục lòng nó ban Đức Chúa Giêsu cho quân Giu-đêu 30 đồng bạc. Vậy Đức Chúa Giêsu thương thiên hạ toàn liều mình chịu chết thì dạ Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem là kẻ trợ nước Giu-đê-a. Xong lẽ trước chịu nạn thì đêm ấy Đức Chúa Giê-xu lấy nước mà quỳ xuống giữa chân cho các đầy tơ cả cùng giữa chân thằng Giu-đa vui. Chẳng những nước không cùng lấy nước mắt giữa chân nói nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy dình ý mất. Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép thanh thể cho thiên hạ mà lùi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu đã truyền phép thịt máu mình cho chúng tôi. Lại xin xuống sức dự đạo cho trọn, chớ bắt trước thằng Giu-đa ban Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Thì thứ hai thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đêm ấy thấy tội thiên ý hạ cùng thằng Giu-đa phải xa hoa ngục cùng kẻ ngày sau theo ý
nó thì Đức Chúa Giêsu nói buồn sâu não liền vào một vườn, nàng ấy gọi là Gethsemane, thì tròn vai đầy tớ đi cùng một là ông thánh về rồi, hai là ông thánh ra cô về, ba là ông thánh giỏi an thế được Chúa Giêsu sắp để mình xuống đất cầu cùng Đức Chúa Cha bái lần nhìn. Đang khi cầu nguyện thì Đức Chúa Cha sai một thiên thần yên ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn cho cái và nói người ta được khỏi tội. Đoàn Đức Chúa Giêsu nó nắm cho lên nhọc cái và mình những mồ hôi máu chảy dài nhỏ xuống đất khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh này cha mười kinh kính mừng thường Đức Chúa Giêsu nói buồn vì chúng tôi xin dọc lòng chữa mọi tội làm cho Đức Chúa Giêsu nó buồn làm vậy. Amen. Thứ ba thì ngắm khi Đức Chúa Giêsu đã biết thằng Giu-đa cùng các quân sứ đã đến gần thì Đức Chúa Giêsu ra rước nói: bây giờ thằng Giu-đa ra trước đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu mà người đã biết lòng lo độc thì nhìn mà chào nói
Đoạn liền hỏi các quân sư rằng: bây đi tìm ai? Lo thưa ý rằng: chúng ta đi tìm Giê-xu Na-za-rét. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán rằng: lạy tao, lo liền ra hết em. Đoạn Đức Chúa Giê-xu cho nó đứng dậy mà lại hỏi như kia trước: lo lại thưa như vậy thì người mới phó mình cho nó bắn. Khi ấy Thánh Phê-rô che mà đứt tay một đầy tớ thầy cả ru rêu, mà Đức Chúa Giê-xu của ông Thánh Phê-rô cùng chữa tay thằng ấy cho y đại. Bây giờ quân giữ lấy lòi tỏi sắt cùng rẫy ra mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giê-xu cùng đâm miệng 30 lần mà lôi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân sự đạp dậy, có kẻ lấy lòng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước nghỉ mặt lái châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa đến sông thì nó đi trên cầu mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-xu nổi dưới sông lạnh leo ra rét. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, 10 kinh kinh mừng. Thương Đức Chúa Giê-xu xưa chịu khó vì chúng tôi, xin mở đây là tội buộc linh hồn chúng tôi. Amen. Thơ bôn thì ngã khi quan giữ lộp Đức Chúa Giê-xu cho an nát là trai vợ làm thầy cả ru rêu, mà Đức Chúa Giê-xu chịu nhiều sự khốn khó trong nhà ấy,
bây giờ có một người các quan sò tay vào bao sắt mà vả ngang mặt Đức Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ. Thầy cả đều nghe thấy Đức Chúa Giêsu xưng ra mình là con Đức Chúa Trời thì mắng rằng: ấy mày đã thấy con tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân ấy bắt trói cánh tay Đức Chúa vào cột đá mà lấy khăn che mặt, đoạn nhổ phùng giật tóc vào râu Đức Chúa Giêsu. Nãy nay rồi cùng bên dưới đi mà đánh ngang mặt lại và thâu đêm 400 lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phêrô rằng: mày phải đầy tớ ông Thánh Mê Lô liền sợ mà trôi 3 lần rằng: tôi chẳng biết người ấy là ai. Đức Chúa Giêsu thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phêrô: bây giờ người mới ăn ăn tội ấy lắm, trở ra khắp nóc chẳng có khi đừng trọn đời nên sớm mai gà gáy nhớ đến tối xưa liền khóc nóc. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh nghe lấy cha 10 kinh kính thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giêsu ra, nghèo ngày nào trôi chẳng. Amen.
nghi thức năm hương thì ngâm khi quân giờ sớm mai nộp đức Chúa Giêsu cho quan chân thủ tên là Phi-la-tô, mà quan ấy xét chẳng thấy sợ gì lỗi thì khiến ta, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng ý trôi thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc mùa Hê-rô-đê xét mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ sống lẽ Đức Chúa Giê-xu chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê rằng người này dại nào biết lấy gì mà nộp cho tao xét làm sao. Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc rằng người dại thì mặc áo ấy mà đem về trả quan Phi-la-tô. Khi còn đi dọc đường thì quân ấy đánh Đức Chúa Giê-xu cùng làm những sự xấu hổ. Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giê-xu thì thương vọn thoái du rêu đến ngày lễ cả thường tha một người tù cùng có đưa trộm cướp giết đi người tên là Ba-ra-ba cầm mì đấy thì Phi-la-tô hỏi dân ấy rằng một là Giê-xu hai là Ba-ra-ba thì bay muốn tha ai. Mấy giờ nó thưa lên rằng tha Ba-ra-ba giết Giê-xu mà hy chơi. Khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha
mười kinh kinh mừng. Thương Đức Chúa Giêsu, xưa chịu xấu hổ vì chúng tôi, xin cho chúng tôi được lòng kính mến Đức Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân rũ rêu, yêu kẻ gian dữ mà bỏ mạch mọi sự lành làm đi. Chí Amen. Ý từ sau ý thì ngắm ý khi phi la tô ý thấy dân chẳng chịu ta Đức Chúa Giêsu ý thì phó cho ý là 666 người, ý thì khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho ý đẹp lòng quân du dương, ý bay nó lột áo ra, ý liền cho ai chân tay vào cột đá, ý lại ngành gai dây ra, ý cùng lòi tôi sắt, ý đánh cái và mình được Chúa Giêsu giữ 5.000 đơn, ý cho lên nát nết thịt ra, ý xem thấy xương chẳng còn nơi đâu ý lành, ý mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa, xong lẽ bấy nhiêu chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu xuất, ý nó đánh nhọc mỏi tay như mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, ý mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu phải
thiên hạ. Ý xin cho chúng tôi dốc lòng chưa tối, ý làm cho đời Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen. Thơ bấy thì ngắm vì khi quân ê giờ đã đánh được Chúa Giêsu đoàn, thì người mặc áo vào mà áo quân ê giờ lại giật nào đi, vì cho nên mơ nơi dấu đòn đánh lại chảy dây theo ý. Nó liền khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo y đỏ, đoạn lấy những gai quanh tròn làm nền đông y vào đầu được Chúa Giêsu. Ê bài mưa ai cái gái thì lọt vào ông, ê mau chảy xuống đầy mặt dòng nghi dòng nghi. Nó liền khiến người ngồi, đoạn quỳ xuống nhau rằng: Tàu vua du rêu, ý cũng nhổ ngang mặt, ý có đưa mà và trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vã ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra. Khi ngắm bấy nhiêu y sự, thì nguyện một kinh nghi lại cha, y mười kinh kinh nghi mừng thương Đức Chúa Giêsu, y là Chúa thật trời đất, ý xin cho chúng tôi ý thờ phượng ý cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen. Thank you.
Thế thứ tam mê thì ngắm khi phi la tu thì thấy các quan đàm khốn như đức y Chúa Giêsu có lẽ lắm thì thương mà giờ là dân xem thấy hình tượng khốn lạn nằm vậy thì cũng thương chẳng. Thì phi la tô đem mẹ người lên nghi lơi cao người trước mặt tiên hạ mà rằng lại là người ấy dân liền kêu lên rằng đem đi đem đi đóng đánh nó vào cây thập giá. Phi la tô lại rằng tao đóng đánh múa mày làm sao dân thưa rằng chúng tôi có một vua tên là kẻ ra dê mà chờ bay giờ phê na tu thì thấy mất công hai dân cao mình cùng mua chăng thế phó đức Chúa Giêsu cho dân đem đi giết khi ngắm bấy nhiêu sự thế nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng thương đức Chúa Giêsu xin cho chúng tôi giữ nghĩa cùng đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời trở mắt trước quân du dêu thì chẳng nhìn được Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Từ trên nghề thể ngắm khi quân du dêu đóng cây thanh giá lặng lắm mà nó khiến đức Chúa Giêsu vắt đi
thì người yêu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất, mà quân dự chẳng thương, lại đạp dây dục đi cho trong. Sao lửa lo sợ người chết dọc đường chẳng đến nơi chăng, để nói mượn một người đi đang vác đỡ. Khi ấy cả bà thiên hạ theo mà xem, sống lẽ những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc, mà người lỡ mặt lại rằng ở con thành Giê-ru-sa-lem chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khôn mà chơi. Đang khi người còn bác thanh ra đi thì có một bà tên là Vé Gió Lý Ca, thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho người lọt mặt đi hết nhà tường, mà người in vào trong khăn ấy dày ấy còn ở thành rồi mai. Kể ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu vác thánh giá lặng vì tội chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng ghét tôi, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu, làm vậy. Amen. Những máu lời dâu
chạy ra theo. Bây giờ nó bắt được Chúa Giê-xu làm ngựa trên thánh giá, liền lấy quá đông đây thay tả thay hiệu thì lo buộc kéo hết sức, liền giản trương ngực ra cho lên đức Chúa Giê-xu đau lắm. Đoạn lo lại kéo hai chân xuống cho đến nó lôi làm đa sẵn mà đóng đánh vào. Bây giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng Giê-xu là ra rét và vua ru rêu. Đoạn long quan ấy vào thành ấy quan viết chữ ấy cho sâu xong lẽ đức Chúa trời khiến viết chữ ấy cho thiên hạ biết đức Chúa Giê-xu rồi mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là vua thật rồi, đeo cùng khắp mọi nước. Đoạn nó đào lộ dựng thánh giá lên, khi ấy giấu hai tay đức Chúa Giê-xu với chắc nặng thì sạch giá mau chảy xuống đất dòng dòng. Bây giờ bốn người các quan lấy áo ngoài đức Chúa Giê-xu cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm ai được thì lấy hết. Đoạn những trái cùng các quan ca và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà đức Chúa Giê-xu nguyện rằng con xin đức Chúa Cha tha tội cho nó vì lầm chẳng biết. Khi ngắm bấy nhiêu sự thề nguyện một kinh lạy Cha, mười kinh kinh mừng thương đức Chúa Giê-xu chịu đóng đánh vì cả và loài người ta, xin dâng
Chúa Giêsu về đã lấy hết máu mình ra mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen. Hôm nay ta cho mày ở nơi vui vẻ cùng ta. Sau lửa dắt thánh đức mẹ mang tiếng đã mang con đi giết, thì người đi theo dọc đằng thấy mà đến nơi Đức Chúa Giêsu triệu lán, khi các quan đóng đánh người thì cũng như đóng đánh trong lòng Đức Mẹ với, vì người yêu con trên hết mọi sự. Vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông Thánh Gioan thì thương mà phán rằng: ở bà kia, thầy Gioan là con bà ấy. Lại Đức Mẹ nghe làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngó mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đáng, Chúa sinh lên muôn vật
chiếu lan cũng chiếu sâu giường ấy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lấy cha, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho chúng tôi được làm con rất thánh Đức Bà như ông thánh Ron thuở xưa. Amen. Đoàn Đức Chúa Giêsu than thơ ca tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm vì sao em người nói làm vậy cho thiên hạ biết Đức Chúa Giêsu chịu thương khó hết lòng hết sức vì chúng tôi. Đoàn Đức Chúa Giêsu mất máu thì kêu rằng khát nước, quân giữa liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bây giờ người phán rằng đã đoán ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự tình nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thương Đức Chúa Giêsu, xin cho chúng tôi đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên chớ bắt trước quân du rêu lấy dấm lấy của Chúa cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất đi lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen.
hết máu mình ra. Con mắt thì nom mê vào, mặt môi thì xanh sao, niên kêu cả tiếng rằng con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Trời. Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ, đứng như ra Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác niệm sinh thì bây giờ cả và thiên hạ liền đông núi non nà đã vỡ ra, màn trong nhà thờ sẽ ra làm hai, một kẻ chết bóng chốc liền mở ra, mà trời đất thì u ám như thương Đức Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng đổi ơn cha cả đã chịu chết vì con giữ là chúng tôi, xin dốc nghe lòng chưa mỏi tôi làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. Ý thứ ý mười bốn ý thì ngắm, ý khi linh ý hồn được ý Chúa Giêsu ý ra ý khỏi xác, ý xuống ý ngục tổ tông, ý kêu những linh ý hồn các thánh xưa ở đây đợi trông Đức ý Chúa Giêsu. Ý xuống thế ý chuộc tội cho thiên ý hạ ý. Bây giờ quản ý tướng cùng nhiều người các ý quan ý thấy những phép ý lạ làm vậy thì xưng ra ý rằng người này là con Đức Chúa Trời thật, liền đánh ngực ngăn năn
vì đã phạm tội cực trọng ý ấy. Khi ngẫm bấy nhiêu ý sự, thì nguyện một ý kinh ý lạy cha, mười kinh kinh ý mừng. Ý xin ý đức ý Chúa Giêsu, ý thương ý chúng ý con ý còn ở ý dưới thêm, ý trông ý ngày sau thấy mặt cực ý tốt cực ý lành, ý như các thanh ở ngục tổ tông xưa. Amen. Thứ mười lăm thì ngắm khi sáng đức Chúa Giêsu còn trên thánh giá, thì có một người các quan lấy đồng mà đâm cạnh nướng nóng đức Chúa Giêsu. Phải trái tim bây giờ mau cùng nước chảy dài, xong lẽ khi ấy xác đức Chúa Giêsu chẳng có đâu, vì đã sinh như thì. Nhưng mà lòng đức mẹ đau lắm, như đâm trong lòng như vậy, vì lo chẳng thương khi còn sống, cũng chẳng thương khi đã sinh như thì. Đoạn hai người là đầy tớ đức Chúa Giêsu, một là Giuse, hai là Ni-cô-si-mô, cất xác xuống mà phó ở tay đức mẹ, không lòng thương con chẳng có khi đừng. Đoạn thăm xác đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, cũng như cất xác đức mẹ với, vì người tham thiên thương con lắm. Khi cất xác con thì như cất ruột mẹ ra vậy. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy cha, mười kinh kinh mừng thương đức Chúa Giêsu, để cho người ta cất xác xuống đất liền. Xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó đức Chúa Giêsu xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.